chị vẫn thường xuyên sử dụng internet luôn á. Internet nó yếu thì tôi gọi nhiều khi nó chập chờn, nó cũng hơi bất tiện. Thì khi mà sinh viên nó làm bài thi gần xong rồi nhưng mà mất mạng, thế là sinh viên nó không nộp bài được và phải dời ngày thi sang ngày khác. Tại mình đang dùng 3G nó rất là chậm, mạng yếu thì cũng như là ảnh hưởng đến kinh doanh của mình. Mình đăng tải lên nhưng khi mình rét tin nhắn thì người ta đã không nhận được vì mạng có lỗi. Em nghĩ là sẽ rất tuyệt vời ạ. Em sẽ coi những cái video clip chỉ dạy những kỹ năng đó trên mạng và em sẽ tự học cho mình. Em có thể tìm được nhiều tài liệu học tập ngay lúc mình cần. Hành khách chúng tôi là rất cảm ơn nhà mạng. Mình sẽ tranh thủ download hết những cái chương trình mà mình yêu thích để trên chuyến tàu đi, vậy mình không có bị nhàm chán.